Xin lên trái thì xin. Nghĩ. Trời ơi. Rau không giờ. Tôi nói không cho nó làm như nó heo rồi. Mất mặt quá rồi chứ. Mất mặt mất chữ luôn rồi vậy. Vậy là được rồi. Ấy ăn cho miếng nước đi ấy. Để đừng dúng tay tao. Dẫm ngấu chơi heo bao quá hả? Cái tướng nhìn cầm cái tô là nhìn xin ăn cái gớm. Mẹ coi. Con quê tao chút con chết luôn à. Cú thánh tô thiệt trời ơi thiệt. Thiệt nước. Dạ dạ. Thiệt. Muốn cho Khánh đấy coi. Mày nãy bự vậy. Em nói ăn không được đâu. Sắp hết rồi kìa. Mày ăn cái gớm. Càng phải vậy không Vinh? Vinh nhiều dữ mà. Vinh. Quen rồi, lúc nấu trong chỗ hụt hiêm tao ăn tỏ cái tò hao không nội không với tao không ăn cái gì tụi bay đâu. Ăn sao không ăn. Tôi bút rồi đấy anh hai. Tụi ông hao giống như vậy. Có mày á. Dạ, có em nghệ thuật nó chấp nhận nhịn đói mà. Mình chấp nhận nhịn đói thôi. Vinh ơi Vinh, vì nghệ thuật Vinh ơi. Thay đổi. Thay đổi.